Năm mới đến thời điểm mà rất nhiều những chuyến xe đã bắt đầu lăn bánh trên hành trình khám phá Việt Nam, đến một vùng đất mới thưởng thức cảnh đẹp ở nơi đây. Thì quý vị muốn làm điều gì cho nơi ấy không ạ? Có những bạn trẻ đã kết hợp chuyến đi du lịch của mình để làm những điều ý nghĩa cho vùng đất mà họ đặt chân đến. Cũng là đi du lịch, thế nhưng Minh Tân và Đức Tuấn đã có một chuyến đi du lịch đặc biệt. 100 ngày. Tụi em đi trồng cây, tỉnh nào tụi em cũng sẽ ghé trồng. Qua 63 tỉnh thành với tổng quãng đường di chuyển là 8.000 km. Khi mà chúng ta đi du lịch, chúng ta cũng thích những cái nơi nó mát mẻ, những cái nơi nó đẹp đẽ với cái màu xanh của cây cối nhiều hơn. Cái việc trồng cây này đó là cái hành động cụ thể nhất mà tụi mình có thể làm. Tại các tỉnh thành, hai bạn trẻ tìm các vườn ươm để mua cây giống địa phương, lựa chọn những loại cây phù hợp với thổ nhưỡng, thuận lợi cho sự phát triển của cây tại vùng đất đó. Ví dụ như là những anh chị mà bán cây cho tụi mình thì họ giảm giá rất là nhiều, sau đó thì họ tặng luôn cây cho tụi mình, tặng thêm cây. Và có những anh chị là chủ của những homestay, ví dụ như ở trên Gia Lai, không lấy tiền tụi mình luôn, tại vì khi mà biết được hành động ý nghĩa của tụi mình. Những video về hành trình trồng cây 63 tỉnh thành hiện nay vẫn được A Little Việt Nam chia sẻ trên các trang mạng xã hội để lan tỏa tinh thần du lịch xanh đến tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Em thấy mọi người đi du lịch thì kiểu người ta cắm trại xong rồi người ta vứt rác ở đó rồi, nhưng mà hai anh thì là với một cái ý nghĩa là đi mà vừa trồng cây mà lại không dùng những cái vật dụng mà không thân thiện với môi trường, nên là em cảm thấy rất là thú vị. Từ hai người, hai xe, hai xẻng, giờ đây hai bạn trẻ đã có thêm rất nhiều những người bạn đồng hành trong những chuyến du lịch trách nhiệm. Đặc biệt có cả những thành viên mới chỉ 5 tuổi. Bài học trải nghiệm đầu tiên là bài học yêu môi trường. Không có ai thuê tụi mình, trái đất cũng chẳng lên tiếng với tụi mình. Tụi mình chỉ cố gắng sắp xếp thời gian, tài chính và sức khỏe để bảo vệ môi trường du lịch Việt Nam một chút mà thôi. Việt Nam!